Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình sẽ làm cái video hướng dẫn mọi người tháo kính của HTC và tháo lót kính HTC. Đấy. Thì để về đầu tiên thì mình sẽ nói về dòng HTC cái mũ series này. Trên tay mình đây là ba mẫu series Decan Chicken. Đấy, có 3 màu đấy, hiện tại shop còn còn nhiều màu hơn nhưng mà cái không gian này thì cho phép mình bày 3 màu thôi. Thì đây là một chiếc mũ có cái form rất là nhỏ, cái form bên ngoài rất là nhỏ mọi người ạ, nhưng mà cái bên trong mũ thì nó rất là rộng, form rất là rộng. Đây là chiếc mũ ăn khách nhất của HTC đấy, chiếc mũ phổ thông, dòng phổ thông ăn khách nhất của HTC. Tuy là có mặt trên thị trường đã 10 năm nay rồi nhưng mà vẫn luôn rất là hot. Form nhỏ mà lại nhẹ nữa, mũ này rất là nhẹ mọi người ạ. Mọi người đây nhìn thấy cái form mũ rất là rộng. Như mọi người thấy là cái form mũ này nó còn thiếu cái chùm mũi này. Cái phụ kiện chùm mũi này thì bên chúng tôi có bán kèm theo nhé. Nếu mà anh em mà mua mũ thì là có thể là bên chúng tôi bán kèm theo, và cái nữa là cái nắp cằm đấy. Đây là hai phụ kiện mà nhà sản xuất không có nhưng mà bên cửa hàng mình ấy thì là đã chuẩn bị rất nhiều cái phụ kiện này về để phục vụ những anh em có nhu cầu mua thêm mọi người nhé. Thì đây giờ mình sẽ tháo kính, hướng dẫn mọi người tháo kính nhá. Tại sao mà nên có cái video hướng dẫn tháo kính này là vì HTC cái con series này đã có mặt trên thị trường khoảng 10 năm nay rồi, và cái mũ này thì được rất là nhiều người dùng ở Việt Nam rồi, ngoài ở Hà Nội ra ở các tỉnh khác nữa, rất nhiều tỉnh đã dùng đấy. Thì trong quá trình dùng thì mọi người cái mà mọi người cần quan tâm nhất đó là cái kính thì là chỉ dùng được khoảng 2 năm đến 3 năm là nó chảy xước kính rồi, và phải có nhu cầu thay. Những ai mà ở Hà Nội ấy, thì mọi người có thể qua trực tiếp cửa hàng thì nhân viên bên mình thay thế cho. Thì mọi người đấy, còn những cái người mà ở xa ấy, những người mà ở Hà Nội thì có thể mang qua cửa hàng bên mình thay thế cho rồi đấy. Và những người ở xa thì là mọi người chỉ có đặt mua kính ấy, đặt mua vào page của shop hoặc là vào website của shop ấy, đặt kính mua kính online về mọi người tự lắp. Và hôm nay thì mình đấy, chính vì cái lý do vậy thì là mình muốn làm cái mũ HTC này, series này thì được mọi người sử dụng rộng rãi và ai cũng có thể tháo lắp kính và để tiện cho việc thay thế sau này nhé. Thì đây bạn thấy đấy, cái kính HTC, tức là mũ HTC thì tháo rất là dễ, nói chung là tháo rất là dễ. Đây chúng ta chỉ đẩy đây này mọi người này, thì đây là có cái cá này đấy, ta có đẩy vào này và vừa ra này đấy. Rất là dễ đấy, đây ta vừa đẩy vào để rút cái kính ra này. Tôi đẩy cả bên này nữa nhé, tôi sẽ rút như thế mọi người xem. Đấy, rất là dễ. Đấy. Đây là cái kính nguyên bản của mũ nhá. Nó là kính trắng, kính theo mũ là kính trắng. Và đây tự nhiên tiện cái video này thì mình sẽ bóc cái mũ này ra xem mà nó có mọi trong người xem nhá, rất là bên trong nhá.
những cái dòng mũ trước đây thì là đều không tháo được cái nót này ra, đều không thay được, và mọi người rất là khó khăn trong cái việc vệ sinh mũ, nó là giặt. Nhưng mà hiện nay thì tất cả những cái dòng mũ hiện đại bây giờ thì là họ đã qua rất là nhiều lần cải tiến ấy, thì là đến hiện nay thì là đều tháo được các cái phụ kiện nót này ra để tháo rời ra mọi người nhé. Cái này rất tiện cho vệ sinh. Đấy. Đây mọi người ạ, nó có khuy này. CDI. Cái này được làm bằng xốp đen mọi người ạ. Vật liệu rất là cao cấp nhá mọi người nhá. Đây được làm bằng xốp đen này. Đây. Đây. Bên trong mũ rất là rộng. Và đây để nắp lại thì mọi người nằm khi mà tháo ra thì là cái đỉnh đầu này thì mọi người sẽ tháo ra cuối cùng, và khi nắp vào thì cái này sẽ được nắp trước mọi người ạ. Nắp xong cái nót cho cái mũ bảo hiểm nhé. Bây giờ đến lượt mình sẽ nắp cái kính. Đây mọi người nhé, khi nắp cái kính vào mọi người chú ý này, có cái gờ đây này. Cái gờ này thì phải cho nó vào ấy nhá, nó khớp vào cái mũ trước đó, thì là sau này mới được nhá. Đấy. Đấy, như này nó khớp đây này, đấy, như nó phải khớp như này này thì mới được. Người chú ý. Ok nhá. Rồi, khi mà nắp kính vào rồi thì đây chúng ta kéo cái lưỡi ra. Lại bên lạnh thế. Nhá. Đấy. Thế vậy là xong. Mình đã hoàn thiện tháo kính. Như vậy là mình đã hoàn thiện tháo kính, tháo lót, nắp lót và cái nắp cái kính của cái mũ CRI này mọi người nhá. Ai mà quan tâm đến cái sản phẩm này thì hãy nếu xem video mà quan tâm đến sản phẩm này thì hãy comment bên dưới để bên mình nhé. Nhân viên bên mình sẽ hỗ trợ các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của bên mình. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.